Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã đến với video ngày hôm nay của Tuyến Hóa TV. Olympic Paris 2024 đã khai mạc tương đối hoành tráng vào tối ngày 26 tháng 7. Hơn 1,5 tỷ khán giả trên toàn thế giới đã được chiêm ngưỡng màn diễu hành của các vận động viên, nhiều tiết mục trình diễn của các nghệ sĩ, cùng bữa tiệc âm thanh ánh sáng và màu sắc có 102 của Thế vận hội đầu tiên được tổ chức ngoài trời trên sông nước. Lễ khai mạc Olympic Paris là sự kiện phát sóng quan trọng đối với NBC Universal. Công ty đã chi 7,65 tỷ đô la Mỹ để ra hợp đồng bản quyền phát sóng Olympic ở Mỹ đến năm 2032. Đây là hợp đồng có giá trị lớn nhất trong lịch sử sự kiện thể thao được mong đợi nhất hành tinh. Song những thứ đọng lại trong mắt người xem không hề hay ho một tí nào. 1,5 tỷ người xem đã bị người Pháp tống cho một thứ văn hóa hổ lớn. Một khán giả đã bình luận như vậy rất gay gắt. Họ bôi nhọ Đức Chúa Giêsu Kitô bằng những hình ảnh phản cảm rồi khoác lên mình cái áo bảo vệ và ủng hộ cộng đồng LGBTQ+. Đúng là thời văn hóa mạt rồi. Tôi không hề kỳ thị người có xu hướng tình dục khác, nhưng rõ ràng đây là một hành động nhồi nhét cực kỳ phản cảm, động đến tôn giáo là sai lầm của ban tổ chức. Nếu con cái của chúng ta cũng xem những hình ảnh này, xã hội về sau sẽ ra sao đây? Vâng, có lẽ quý vị vẫn chưa hiểu được vì sao tình hình lại nghiêm trọng đến như vậy đúng không ạ? Nhưng ở Pháp cũng như toàn thế giới, sự tranh cãi đang lên rất cao vì vụ việc này đã chọc vào toàn những vấn đề nhạy cảm nhất của hành tinh, đó là giới tính và tôn giáo. Và toàn cảnh vụ việc này như thế nào? Tại sao lại khiến cho dân mạng phẫn nộ còn nhà tài trợ để chạy mất dép? Hãy cùng đến với những diễn biến mà chúng tôi mang đến bởi những cập nhật của đội ngũ Tuyển Văn Hóa. Ngày 27 tháng 7, người dùng mạng xã hội đã chia sẻ ảnh chụp màn hình video lễ khai mạc Thế vận hội Paris 2024 trên tài khoản YouTube chính thức của Olympics. Trong đó hiển thị màn hình đen với dòng chữ: "Video này không khả dụng." Qua kiểm tra, video lễ khai mạc Olympic Paris thực sự đã biến mất khỏi kênh YouTube của Olympics. Trong khi đó, thì phiên bản đầy đủ của sự kiện mở màn Olympic London 2012, Rio 2016, thậm chí cả Nagano 1998 đều vẫn còn. Phát hiện này được đưa ra sau khi Olympic Paris 2024 bị chê là có lễ khai mạc tồi tệ nhất từ trước tới nay với một loạt những drama. Phần lớn nguyên nhân được xác định là do buổi lễ ngoài trời diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi. Cơn mưa như chút nước khiến khung cảnh và bối cảnh của buổi lễ trở nên nhếch nhác. Sự kiện còn gặp một số lỗi không đáng có như viết sai tên quốc gia, treo ngược cờ Olympic. Bên cạnh đó, ngoại trừ tiết mục kết thúc của lễ khai mạc đến từ Dion gây xúc động, hầu hết màn biểu diễn nghệ thuật đều bị đánh giá tiêu cực, thậm chí là vote 1 sao. Trong đó, tiết mục trình diễn thời trang đã tạo ra làn sóng phẫn nộ dữ dội trên toàn cầu với cáo buộc báng bổ đức tin Cơ Đốc giáo. Theo Daily Mail, màn trình diễn diễn ra trên cây cầu bắc qua sông Sen có sự góp mặt của những người mẫu, vũ công, biểu tượng thời trang và nghệ sĩ giả gái đến từ quốc gia chủ nhà. Mọi người tập trung quanh chiếc bàn dài, đồng thời là sàn catwalk với những tạo hình khác nhau. Đứng ở vị trí trung tâm là một phụ nữ ngoại cỡ, đội vương miện vàng hình vầng hào quang, đứng trước thiết bị DJ. Hai bên cô là một số drag queen, hàng chục vũ công và những người biểu diễn. Trong lúc dàn người mẫu đang trình diễn những bộ sưu tập của các nhà thiết kế, đây là những nhà thiết kế trẻ đầy triển vọng. Những người ngồi hai bên thực hiện những động tác vũ đạo điều luyện. Đông đảo cư dân mạng cho rằng hình ảnh nhóm người đứng quanh bàn gợi nhớ đến bức tranh nổi tiếng của danh họa Leonardo da Vinci, The Last Supper, bữa ăn tối cuối cùng. Mô tả những thời khắc của Chúa Giêsu với các tông đồ trước khi bị đóng đinh. Không ít người phẫn nộ vì tin rằng tín ngưỡng của họ đã bị xâm phạm. Vâng, rất nghiêm trọng, thưa quý vị. Khán giả đã bình luận: "Một lễ khai mạc tệ hại và đầy rẫy sự báng bổ. Có hơn 2 tỷ người theo đạo Thiên Chúa trên toàn thế giới và nhiều người trong số họ thích xem các trận đấu thể thao. Tại sao các bạn lại nhạo báng và mở đầu bằng tiết mục đó? Tôi thực sự xấu hổ thay cho nước Pháp. Đây được coi là lễ khai mạc tệ nhất trong lịch sử." Tỷ phú Elon Musk cũng không thể ngồi yên và nằm trong số những người phản đối tiết mục. Ông viết trên X rằng sâu diễn thiếu tôn trọng ở mức độ cùng cực đối với những người theo đạo Thiên Chúa. Giám mục Công giáo Robert Barron đến từ Mỹ quay video này bày tỏ sự bức xúc trên mạng xã hội. "Tôi yêu Thế vận hội, vì vậy tôi bật lễ khai mạc lên xem và tôi đã thấy gì vậy? Nó diễn ra ở Paris, ở Pháp, thành phố mà tôi yêu thích. Tôi đã dành 3 năm làm nghiên cứu tiến sĩ ở đó. Tôi thấy sự chế giễu trắng trợn, The Last Supper, và tôi không mô tả gì thêm nữa." Trong khi đó, bà Marion, chính trị gia người Pháp, lên án trên X: "Gửi đến tất cả những người theo đạo Thiên Chúa trên toàn thế giới đang theo dõi lễ khai mạc Paris 2024 và cảm thấy bị xúc phạm bởi màn chế lại The Last Supper của các drag queen. Hãy biết rằng không phải nước Pháp đang lên tiếng mà là một nhóm thiểu số sẵn sàng cho mọi hành động khiêu khích." Trước phản ứng dữ dội của dư luận, Thomas Jolie, giám đốc nghệ thuật của lễ khai mạc, khẳng định:
trong buổi họp báo của Ủy ban Olympic Quốc tế không hề quyết định xúc phạm và ý tưởng cho tiết mục không đến từ The Last Super. Ông và đội ngũ làm việc chỉ muốn truyền đi thông điệp về sự hòa nhập, đa dạng, không phải cố gắng chống phá bất cứ điều gì. Ông nói thêm, Pháp là đất nước tự do, mọi người đều có quyền tự do sáng tạo, tự do nghệ thuật. Chủ tịch của Olympic Paris 2024, Tony, thì bênh vực lý lẽ của giám đốc nghệ thuật. Chúng tôi có quyền tự do ngôn luận ở Pháp và chúng tôi muốn bảo vệ quyền đó. Không lâu sau buổi họp báo, thì công ty công nghệ và viễn thông C-Spy có trụ sở ở tiểu bang Mississippi, Mỹ, thông báo cho Nick đã ngừng mọi quảng cáo tại Olympic Paris để phản đối việc The Last Super bị làm cho biến chất. Thủ tướng Hungary Orbán cũng cho biết trong bài phát biểu tại thành phố Beletusnad của Romania rằng ông cảm thấy nền tảng đạo đức tại châu Âu đang bị xói mòn. Phương Tây tin rằng các quốc gia, dân tộc không còn tồn tại nữa. Kết quả là họ đã phủ nhận rằng có một văn hóa chung và một đạo đức chung dựa trên nó. Không có đạo đức chung nếu bạn không xem lễ khai mạc Olympic. Bạn có thể thấy điều đó vào thời điểm này. Ông cũng chỉ ra rằng, ngược lại, các nước Trung Âu đang nỗ lực hết sức để duy trì các quốc gia, dân tộc và các yêu cầu đạo đức chung dựa trên Kinh Thánh. Ngoài ra, đoàn thể thao Hàn Quốc đã gặp sự cố khi đang diễu hành. Khi đoàn thể thao Hàn Quốc đang vẫy cờ phấn khích, diễu hành dọc sông Sen, thì ban tổ chức đã giới thiệu nhầm đây là Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, tên chính thức của Triều Tiên. Vâng, đáng chú ý lỗi sai này xuất hiện khi ban tổ chức giới thiệu bằng cả tiếng Anh và tiếng Pháp. Wow, không khí trên tàu của đoàn thể thao Hàn Quốc ngay lập tức thay đổi. Bộ Thể thao Hàn Quốc cho biết ngay sau lễ khai mạc, đơn khiếu nại đã được gửi tới chính phủ Pháp. Hàn Quốc có 143 vận động viên tranh tài ở 21 môn thể thao. Trong khi đó, Triều Tiên đã cử 16 vận động viên, lần đầu tiên họ tham gia thi đấu kể từ Olympic Rio 2016. Đây là hai đoàn thể thao riêng biệt với nhau. Tuy nhiên, ban tổ chức lại nhầm lẫn khi giới thiệu đoàn thể thao Hàn Quốc là đoàn Triều Tiên. AFP cũng cho biết thêm, Thứ trưởng Bộ Thể thao Hàn Quốc Jang Miran đã yêu cầu được gặp trực tiếp Chủ tịch Ủy ban Olympic Thomas Bach để nói về vụ việc nghiêm trọng này. Khoảng 2 giờ sau khi sự việc xảy ra, Ủy ban Olympic Quốc tế IOC đã đưa ra lời xin lỗi chính thức trên tài khoản X bằng tiếng Hàn Quốc. Chúng tôi muốn gửi lời xin lỗi sâu sắc về sai sót đã xảy ra trong phần giới thiệu đoàn đại biểu Hàn Quốc ở lễ khai mạc. Ban tổ chức lễ khai mạc Olympic Paris 2024 còn treo ngược cờ Olympic. Sau khi trải qua hành trình dài, qua tay những người nổi tiếng như Zinedine Zidane, Rafael Nadal, Serena Williams, Mauresmo, Tony Parker và nhóm vận động viên Pháp, ngọn đuốc đã được thắp sáng tại quảng trường Trocadéro. Thưa quý vị, lá cờ Olympic cũng được kéo lên đầy trang trọng, nhưng tiếc là ban tổ chức lại treo ngược cờ. Vâng, đó chính là những người Pháp và màn trình diễn thảm họa của họ ở lễ khai mạc Paris 2024, thế vận hội mà cả thế giới theo dõi và nhìn vào. Mời quý vị và bạn hãy để lại ý kiến bên dưới video này. Còn bây giờ, xin cảm ơn, xin chào, hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo của chúng tôi.